Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa các bạn đi khám phá những người thợ săn Mỹ săn lợn rừng bằng trực thăng vô cùng thú vị và kịch tính. Các bạn hãy thưởng thức một ly trà và hãy sẵn sàng để bắt đầu chuyến phiêu lưu đầy thú vị ngay bây giờ. Lợn rừng là một loài vật nhanh nhẹn và hung dữ, do đó việc săn chúng là một thử thách không hề đơn giản. Nhưng với sự trợ giúp của trực thăng, thợ săn có thể bao quát một khu vực rộng lớn trong thời gian ngắn, giúp cải thiện khả năng tìm kiếm và xác định chính xác vị trí của đàn lợn rừng. Trực thăng giúp cho thợ săn có tầm nhìn rộng hơn, bao quát nhiều khu vực, tạo cơ hội tiếp cận với đàn lợn rừng đông đúc và khó kiểm soát mà không cần phải lần theo dấu vết của chúng trên mặt đất. Ưu thế này sẽ giúp việc săn bắn dễ dàng hơn, ngay cả khi đàn lợn lên đến vài chục con. Các bạn có biết tại sao đàn lợn rừng lại gây ra nhiều thiệt hại cho nông sản như vậy không? Đó là do khả năng sinh sản nhanh chóng của chúng, khiến cho nguồn thức ăn trở nên khan hiếm, khiến chúng phải vào các cánh đồng để tìm kiếm thức ăn. Khả năng phá hoại của lợn rừng đã trở thành mối quan ngại lớn đối với các cánh đồng nông nghiệp. Trên toàn quốc, mỗi năm, chúng gây ra thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ cho ngành nông nghiệp và hệ sinh thái, gây tổn thất đáng kể cho những người nông dân. Nhưng theo các bạn, có lý do nào khác dẫn đến hành động phá hoại của đàn lợn rừng không? Hãy chia sẻ ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nhé! Lợn rừng mặc dù là hung dữ và mạnh mẽ nhưng chúng không thể thoát khỏi việc bị chó săn bao vây. Trên mọi địa hình, chó săn đều vượt trội hơn trong việc bắt lợn rừng, ngay cả khi phải lao xuống nước. Các bạn có thể thấy hành động này là tàn nhẫn, nhưng đó là cái giá mà lợn rừng phải trả cho những hậu quả mà chúng gây ra. Nhìn từ trên cao, bạn có thể thấy một đàn lợn rừng đang ăn ngô và thư giãn giữa cánh đồng ngô như là nhà của chúng. Lợn rừng khó có thể trốn thoát khỏi những tay súng tài giỏi khi họ sử dụng máy bay để săn bắn. Tỷ lệ sống sót của những con lợn rừng này chỉ còn khoảng 1%. Có thể bạn chưa biết, lợn rừng bắt đầu sinh sản khi được khoảng 6 đến 8 tháng tuổi và chúng sinh sản hai lứa mỗi năm. Mỗi lứa chúng sinh khoảng từ 6 đến 12 con. Chỉ riêng ở tiểu bang Texas có quần thể lợn rừng lớn nhất cả nước lên đến 2,6 triệu con và nếu chúng ta tính quần thể lợn rừng toàn nước Mỹ sẽ là một con số khổng lồ lên đến khoảng 6 triệu con trải rộng khắp 35 trên 50 tiểu bang. Sự gia tăng theo cấp số nhân của lợn rừng đã tạo ra một vấn đề nghiêm trọng và được gọi là vấn nạn lợn rừng,
gây ra nhiều phiền toái cho chính phủ và cộng đồng người dân. Theo một số nghiên cứu, ước tính diện tích lãnh thổ mà lợn rừng mở rộng mỗi năm ở bang Texas khoảng 4,8 km2 và ở Oklahoma là khoảng 2,6 km2. Nếu khu vực sinh sống của bạn có nhiều lợn rừng xâm lấn sinh sống, bạn sẽ sử dụng giải pháp nào để đối phó với chúng? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé! Không chỉ săn bằng trực thăng, săn lợn rừng bằng thuyền gần các khu vực sông nước cũng là một phương pháp phổ biến được người dân địa phương sử dụng. Cách săn bắn này tạo ra sự yên tĩnh, loại bỏ sự cảnh giác tự nhiên của lợn rừng. Chúng không thể biết nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Bất ngờ, tiếng súng vang lên và những con lợn rừng đã bị hạ gục mà không có cơ hội chống cự. Tuy nhiên, theo chúng tôi thấy, phương pháp săn bắn bằng máy bay vẫn là phương pháp hiệu quả nhất. Nếu các bạn đồng ý với tôi, hãy để lại số 2 dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn. Để săn lợn rừng bằng trực thăng tại Mỹ, thợ săn cần có giấy phép săn bắn hợp lệ từ cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương. Giấy phép này thường yêu cầu kiểm tra kiến thức về luật săn bắn an toàn và quản lý tài nguyên. Ngoài ra, thợ săn phải tuân thủ tất cả các luật về săn bắn và sử dụng trực thăng của cả bang và quốc gia. Điều này bao gồm các quy định về địa điểm săn bắn, mùa săn, hạn chế số lượng con vật có thể săn và các quy định an toàn cho việc sử dụng trực thăng. Việc săn lợn rừng bằng trực thăng cần được thực hiện với sự tôn trọng đối với động vật hoang dã và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định địa phương và quốc gia nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và ngành nông nghiệp địa phương. Điều này cũng giúp duy trì cân bằng sinh thái và bảo tồn các loài động vật hoang dã trong hệ sinh thái. Ngoài những ưu điểm, phương pháp săn lợn rừng bằng máy bay trực thăng cũng có các nhược điểm như chi phí cao, thợ săn cần chi khoảng 3.000 đô la Mỹ cho 2 tiếng săn lợn rừng. Trực thăng cũng tạo ra tiếng ồn lớn, có thể làm phiền và gây khó khăn cho động vật hoang dã, làm mất đi sự tự nhiên và làm giảm cơ hội thành công trong việc săn bắn. Sử dụng trực thăng có thể gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường, bao gồm sự phá hủy môi trường sống của các loài động vật hoang dã và ảnh hưởng đến hệ sinh thái của khu vực. Lợn rừng còn được biết đến với tên gọi là lợn rừng châu Âu, là loài động vật hoang dã có kích thước và trọng lượng lớn. Một con lợn rừng trưởng thành thường có chiều dài từ 1,2 đến 2,4 mét tính đến đuôi. Chiều cao tính đến vai khoảng từ 0,6 đến 1 mét và có trọng lượng trung bình từ 50 đến 200 kg.
Tuy nhiên, một số cá thể có thể nặng hơn 300 kg tùy thuộc vào điều kiện môi trường và nguồn thức ăn. Lợn rừng có bộ lông dày và thô, màu sắc có thể là máu nâu và đen hoặc các màu sắc pha trộn khác. Chúng là động vật ăn tạp, tiêu thụ đa dạng các loại thức ăn như các loại hạt ngũ cốc, cây cỏ và thậm chí là xác động vật. Đáng chú ý nhất là khả năng sinh sản mạnh mẽ với khả năng sinh ra nhiều con trong một năm. Ngoài ra, chúng có khả năng tấn công con người, do đó chính quyền địa phương thường khuyến cáo người dân tránh xa những khu vực mà lợn rừng thường xuyên xuất hiện. Theo một nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Mỹ vào năm 2011, tiến hành tại 11 bang chịu ảnh hưởng nặng nề từ lợn rừng gây hại, bao gồm các bang Alabama, California, Florida, Texas và các bang khác. Nghiên cứu này nhấn mạnh sự ảnh hưởng to lớn của lợn rừng đối với việc sản xuất nông nghiệp, bao gồm ngô, đậu nành, lúa mì và các loại cây trồng khác. Cụ thể, nghiên cứu đã ước tính chi phí thiệt hại hàng năm mà người nông dân ở các bang được khảo sát phải chịu lên đến gần 700 triệu đô la Mỹ. Để giảm thiểu những thiệt hại do lợn rừng gây ra, chính phủ và người dân Mỹ đã áp dụng các giải pháp săn bắn để kiểm soát chúng. Chúng ta hãy cùng người thợ săn vào rừng để theo dõi quá trình săn bắn lợn rừng khổng lồ nhé! Những người thợ săn này đã chọn một vị trí cao để thuận tiện cho việc quan sát và ngắm bắn lợn rừng. Có thể bạn chưa biết, lợn rừng là loài động vật có tốc độ di chuyển rất nhanh, tối đa lên đến 40 km/h. Do đó, để ngắm bắn lợn rừng ở khoảng cách xa và tốc độ di chuyển nhanh như vậy, đòi hỏi thợ săn phải có kỹ năng săn bắn tốt. Người thợ săn này quả thực là có kỹ năng săn bắn tuyệt vời, anh ta đã liên tiếp hạ gục rất nhiều con lợn rừng cùng một lúc. Con lợn rừng khổng lồ này đã phải sử dụng gen đâng để di chuyển nó. Như các bạn đã thấy, kích thước của nó thật ấn tượng. Chiều dài của nó còn hơn cả chiều cao của người thợ săn đấy. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi thợ săn di chuyển con lợn rừng này về điểm tập kết để xem trọng lượng của nó nhé. Các bạn không nhìn nhầm đâu, con lợn rừng này có trọng lượng 390 kg đó. Nếu bạn yêu thích việc săn bắn lợn rừng khổng lồ, hãy để lại số 2 dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn. Tiếp tục, chúng ta hãy cùng nhau đến với cuộc thi săn lợn rừng The Wild Country Hog Contest 2021 nhé! Theo thể lệ cuộc thi, các thợ săn sẽ có 28 ngày bất kể điều kiện thời tiết để săn những con lợn rừng có trọng lượng lớn nhất có thể. Các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi con lợn rừng được giải nhất cuộc thi năm nay. Con lợn rừng này có trọng lượng 373 pound, tương đương 169 kg. Các bạn có thể thấy, người thợ săn rất vui mừng vì họ đã giành được giải nhất cuộc thi năm nay với giải nhất là 56.000 đô la Mỹ. Nếu có cơ hội, bạn có sẵn sàng tham gia cuộc thi này không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau đến với cuộc thi Can Em Own Hog Contest 2022 được tổ chức tại bang Texas. Mục đích chính của cuộc thi không phải là giảm số lượng lợn rừng hoang dã, mà là tuyên truyền cho người dân về tác hại của lợn rừng và tạo điều kiện cho cộng đồng săn bắn, gặp gỡ, chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm. Điểm nổi bật của cuộc thi này chính là quy mô lớn với 37 đội tham dự. Mỗi đội gồm tối đa 4 thành viên. Các đội được khuyến khích sử dụng mọi phương pháp săn bắn hợp pháp trừ việc săn từ máy bay trực thăng. Chúng ta cùng nhau theo dõi một trong những con lợn rừng có trọng lượng ấn tượng của cuộc thi năm nay nhé. Con lợn rừng này có trọng lượng 359 pound, tương đương 162 kg. Thật ấn tượng, phải không các bạn? Ngoài phương pháp săn bắn, phương pháp bẫy cũng được các thợ săn sử dụng để săn bắt những con lợn rừng khổng lồ. Bẫy thả là một loại bẫy hiệu quả được thiết kế lồng bẫy treo trên cao giúp cho lợn rừng có thể nhìn xuyên qua bẫy từ mọi phía, cho chúng cảm giác an toàn hơn. Điểm đặc biệt là bẫy thả còn có khả năng kích hoạt từ xa thông qua Internet. Ngoài ra, loại bẫy này rất dễ tháo lắp và di chuyển đến vị trí khác.
Các bạn có thể thấy là những con lợn rừng này đã bị thu hút bầy mồi trong bẫy và chúng đang ăn mồi một cách ngon lành. Thật bất ngờ, chiếc bẫy đã sập xuống và chúng không thể trốn thoát. Các thợ săn thường sẽ thu hoạch lợn rừng vào sáng sớm ngày hôm sau. Họ sẽ sử dụng xe kéo để vận chuyển lợn rừng về điểm tập kết. Hãy cùng chúng tôi theo dõi cân nặng của con lợn rừng này nhé! Các bạn có thể thấy, người thợ săn đang sử dụng hết sức mạnh của mình để nâng con lợn rừng lên. Điều này có thể thấy là trọng lượng của nó không hề nhẹ. Con lợn rừng này có trọng lượng là 300 pound, tương đương 136 kg. Video ngày hôm nay của chúng tôi các bạn cảm thấy thế nào? Nếu có gì không hài lòng hãy để lại bình luận cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiếp tục, chúng ta sẽ theo dõi một người thợ săn với một nhiệm vụ là hại cục con lợn rừng đang gây hại trong khu vực mà anh ta đang sinh sống. Rất nhanh chóng, anh ta đã hại cục con lợn rừng khổng lồ này. Các bạn thấy là răng nanh của con lợn rừng này có đáng sợ không? Những người thợ săn đang di chuyển lợn rừng về nhà để cân trọng lượng. Các bạn thấy rằng bốn người đàn ông khỏe mạnh này vận chuyển con lợn rừng có vẻ như là khá vất vả. Các bạn có đoán được trọng lượng của nó nặng bao nhiêu kg không? Hãy tiếp tục theo dõi cùng chúng tôi nhé! Con lợn rừng này có trọng lượng là 283 pound, tương đương 128 kg. Nếu các bạn săn một con lợn rừng khổng lồ như vậy, các bạn sẽ sử dụng nó vào mục đích gì? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn. Đối với những đàn lợn rừng nhỏ hơn, thợ săn có thể sử dụng bẫy lưới để bẫy chúng giống như thế này. Tuy nhiên, nếu đối phó với những con lợn rừng lớn hơn thì bẫy cần phải được thiết kế bằng các vật liệu chắc chắn hơn. Lợn rừng thường chọn sống gần nguồn nước vì nước đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của chúng. Nguồn nước không chỉ cung cấp nước uống cần thiết mà còn tạo ra điều kiện thuận lợi cho việc sinh sản và chăm sóc con non. Ngoài ra, môi trường dưới nước thường đa dạng, cung cấp nhiều nguồn thức ăn cho chúng. Hiểu được hành vi sinh học của lợn rừng, những người thợ săn thường tìm kiếm lợn rừng gần các đầm lầy, hồ nước và bờ sông trước khi mùa săn bắn bắt đầu. Trước khi bắt đầu mùa săn bắn, nông dân phối hợp với thợ săn để xác định vị trí của đàn lợn rừng để săn bắn. Điều này giúp giảm thiểu đáng kể thiệt hại trong mùa màng. Tuy nhiên, đây chỉ là sự giảm bớt vì rất khó để loại bỏ hoàn toàn những con lợn rừng này do sự thích nghi với môi trường sống tốt và nguồn thức ăn dồi dào. Thợ săn có thể thoải mái lựa chọn bữa ăn ngon nhất cho mình sau khi săn bắn được lợn rừng. Họ thường sẽ chọn những con lợn rừng mới lớn với thịt mềm và thơm ngon. Lợn rừng là loài động vật thông minh trong việc sinh tồn, chúng thường hoạt động về đêm. Hành vi này không chỉ giúp chúng tránh nhiệt độ cao vào ban ngày mà còn đảm bảo an toàn bằng cách tránh các loài săn mồi. Ngoài ra, việc kiếm ăn vào ban đêm không chỉ giúp chúng tiết kiệm năng lượng từ thức ăn hiệu quả hơn mà còn cho phép chúng tận dụng môi trường đa dạng và độc đáo vào ban đêm. Thói quen này là một sự thích nghi cao và linh hoạt trong thế giới tự nhiên của lợn rừng. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ bao gồm thiết bị hồng ngoại và vũ khí hiện đại, việc săn bắt lợn rừng đã trở nên hiệu quả hơn, đặc biệt là vào ban đêm khi chúng hoạt động mạnh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc quản lý lợn rừng cần được tiến hành một cách có trách nhiệm với sự tham gia của cộng đồng địa phương, các nhà khoa học và chính phủ nhằm đảm bảo rằng hoạt động săn bắt không làm ảnh hưởng tiêu cực đến đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái.
phải nhấn mạnh rằng mục tiêu không chỉ là giảm thiểu thiệt hại do lợn rừng gây ra cho nông nghiệp mà còn bảo vệ sự tồn tại lâu dài của chúng trong tự nhiên. Các bạn cảm thấy các giải pháp người Mỹ đối phó với những con lợn rừng khổng lồ này như thế nào? Bạn có giải pháp nào hay hơn không? Hãy chia sẻ ý kiến của các bạn để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Sự theo dõi và ủng hộ của các bạn là động lực vô cùng quý giá để chúng tôi có thể tạo ra những video hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại! Chào mừng các bạn đến với giới thiệu độc đáo về đội ngũ sáng tạo tài năng của kênh chúng tôi. Hãy bắt đầu với biên kịch video đầy tâm huyết, người mang trong mình tình yêu bất tận với thế giới nông nghiệp. Cô không chỉ xuất sắc trong việc viết nên những câu chuyện ý nghĩa mà còn liên tục tìm hiểu các công nghệ công nghiệp mới mẻ và bền vững từ khắp nơi trên thế giới. Tiếp theo là trái tim và linh hồn của đội ngũ chúng tôi, người chủ kênh kiêm chuyên gia chỉnh sửa video. Anh ấy không chỉ hết mình với công việc mỗi ngày, vượt qua giới hạn bản thân để mang đến những video tốt nhất cho khán giả, mà còn là ngọn lửa đam mê không bao giờ tắt, luôn cháy sáng để thắp lên những trải nghiệm độc đáo và chất lượng cho khán giả của chúng tôi. Hy vọng trong hành trình sắp tới sẽ luôn nhận được sự ủng hộ và những tình cảm yêu quý từ phía các bạn. Xin cảm ơn rất nhiều.